Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 gồm các ông bà Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Quách Văn Hoan, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện, Phạm Văn Toàn, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đã có chương trình tiếp xúc đông đảo cử tri xã Giao An trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Thông tin trước cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, tình hình kinh tế xã hội của huyện 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nêu rõ, trong 10 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, đời sống nhân dân tương đối ổn định, các ngành kinh tế nông lâm nghiệp dịch vụ chuyển dịch đúng hướng, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là trên 6.300 ha, năng suất sản lượng cây trồng đảm bảo, chăn nuôi được ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì, công tác trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai và đang tập trung thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có thêm 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 5 sản phẩm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, một số dự án đang trong giai đoạn hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách, bưu chính viễn thông được đảm bảo, phục vụ tốt công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và nhu cầu trong nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp về tìm hiểu và nghiên cứu khả năng đầu tư tại huyện. Giáo dục y tế tiếp tục có bước phát triển, cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư xây dựng, chất lượng chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, đông đảo cử tri xã Giao An đã kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiều ý kiến thuộc các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung vào các vấn đề như việc bổ sung những trang thiết bị còn thiếu tại trường tiểu học, trung học cơ sở Giao An để đảm bảo các điều kiện đạt trường chuẩn quốc gia. Đề nghị xây dựng tuyến đường lâm sinh và dân sinh tại làng Trường Nang để phục vụ đời sống và sản xuất. Đề nghị di rời trường mầm non ra khỏi khu vực ngã ba để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Chậm trễ trong cấp con giống cho người dân. Việc thực hiện xây dựng các công ty chăn nuôi lợn trên địa bàn xã để tạo việc làm cho người dân, hỗ trợ người dân về giống, thức ăn nhưng không thực hiện được như cam kết ban đầu. Đề nghị xây dựng kè chắn khu vực đường bị sạt lở tại thôn Trô. Đề nghị hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn An. Vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực gần trang trại lợn, nhiều hộ dân sinh sống gần khu trang trại bị ảnh hưởng, vân vân. Tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo xã Giao An đã làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp và phản ánh đến Hội đồng Nhân dân huyện trong kỳ họp lần thứ 15 sắp tới để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.